Xem hôm nay có gì nào, một buổi chiều rảnh rảnh xuống lục tủ mới nhớ là có hai cái hộp này, vậy là lại có việc để vay vò rồi này. Một hộp là một ký chân gà rút xương đã được mình sơ chế rất là sạch sẽ rồi. Hộp còn lại là không phải 5 ký mận đầu mùa mà đảm bảo là rất nhiều người đang thèm cái món này đây. Bây giờ thì bắt tay vào việc thôi nào. Hôm nay mình sẽ làm món chân gà trộn với xoài xanh, vì thế mình đã chuẩn bị được một quả xoài xanh rất là to. Trước tiên là phải bắt một nồi nước lên để luộc chân gà và nhất định phải cho một ít xả và một ít gừng vào để khử cái mùi tanh của chân gà và làm cho chân gà thơm hơn. Trong thời gian đó thì mình sẽ nặng xoài ra thành những sợi như thế này hoặc các bạn cũng có thể sát xoài ra thành những miếng nhỏ cũng được. Ngoài ra thì cần phải có thêm cả xả quất và ớt nữa. Biến hình một cái là mình đã cho ra được một đĩa thành phẩm như thế này này. Rồi sau khi mà nồi nước đã sủi lăm tâm như thế này thì mình bắt đầu cho tất cả phần chân gà vào và mình sẽ luộc trong khoảng thời gian từ 10 cho đến 15 phút nha. Trong thời gian mà chờ cho chân gà chín thì mình đã chuẩn bị sẵn một thau nước đá như thế này để một lát nữa vớt chân gà ra sẽ cho luôn vào đây để giữ được cái độ giòn của chân gà và cũng trong cái thời gian mà ngâm chân gà vào trong nước đá như vậy thì mình sẽ đi làm nước chỗ chân gà nha một bát con nước mắm một bát con đường và một bát con giấm sau đó thì khuấy thật đều lên để cho đường nó tan hết ra việc cuối cùng là đổ tất cả những phần nguyên liệu vừa chuẩn bị được vào một cái thau và sau đó thì đeo găng tay vào và trộn thật đều lên cứ trộn trộn và bóp bóp lâu lâu một chút để cho tất cả các gia vị nó được thấm đều vào nhau nào tuy là lần đầu làm món này nhưng mà trước khi làm mình cũng đã nghiên cứu khá là kỹ công thức rồi và mọi thứ thì cũng không có gì là khó khăn lắm đến cái đoạn này là cũng thấy kha khá sự hấp dẫn ở đây rồi cuối cùng thì mình sẽ bọc một lớp màng bọc thực phẩm bên trên và cho vào ngăn mát lạnh vừa là để cho chân gà được thấm gia vị hơn và cũng vừa là ăn lạnh sẽ được ngon hơn. xong xuôi món chân gà rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi biến hình món mận này. mận mình sẽ cắt thành những miếng vừa ăn như thế này và tiếp theo sau đây thì các bạn hãy chú ý để xem mình chủ tài làm món mận lắc nha. cho vào đây là một thìa muối, một thìa đường và một thìa bột ớt và cuối cùng là đậy nắp lại và bây giờ thì bắt đầu lắc lắc lên thôi nào. cứ lắc đến khi nào mà tay cảm thấy hơi hơi mỏi mỏi là có lẽ đã dừng lại được rồi đó. kiểm tra thành phẩm cái xem nào u choa nó không thể nào mà đều hơn được nữa. bây giờ thì cũng cho luôn nó vào ngăn mát tủ lạnh để cho nó làm bạn với cái thau chân gà vừa nãy. Trong cái thời gian mà chờ đợi hai cái món đang ngâm trong tủ lạnh kia, thì thật tình cờ là anh xã lại vừa mang được hai cái bịch bánh rán này về. Đây là bánh rán mật đường số 52 hàng chiếu Hà Nội rất là nổi tiếng luôn này, cũng đúng vào cái dịp mà lâu rồi chưa được ăn lại nên là nó cứ gọi là giải tỏa cái cơn thèm. Dù là bánh rán mật hay là bánh rán đường thì mình thấy cái vị của nó cũng không khác nhau lắm, loại nào cũng thấy ngon hết. Cái phần đậu ở bên trong thì ăn nó ngọt thanh nên là không dễ bị ngán. Mà còn nếu ăn vào những lúc đói thì có thể ăn được cả chục chiếc bánh này chứ không đùa được đâu nhở rồi thì tuy là ăn bánh rán nhưng mà trong đầu thì vẫn nhớ đến hai cái món ở trong tủ này lắm cơ tuy là chưa để được lâu đâu nhưng mà có lẽ là nó cũng đủ lạnh rồi nên là phải lấy luôn ra để thẩm thôi ui chao sau cái lớp màng bọc mờ mờ ảo ảo thì bên trong nó là một cái màu vàng rộn như thế này có cuốn không cơ chứ mời tất cả mọi người ăn chân gà trộn xoài với mình nha chân gà thì nó cứ giòn sần sật ăn kèm thêm cả miếng xoài chua nữa cùng với cả nước sốt chua chua ngọt ngọt nó cứ gọi là nhức cái nách luôn ngoài ra thì còn có thêm cả cái mùi thơm của quất nữa mà chân gà thì không hề có mùi hôi một tí nào nha món này vừa đơn giản dễ làm mà lại có tác dụng là giải ngán rất là hiệu quả. đặc biệt là vào những ngày hè oi bức khi mà cái miệng rất là kén đồ ăn. rồi thì cũng phải chuyển qua cái món mận lắc này không có để lâu quá nó lại nguội mất. vì là mận mới vào đầu mùa nên là giá còn khá là chát. mình mua là 100 trăm ngàn đồng cho một ký mận và mình cũng đã cố gắng chọn những quả chín nhất để giảm bớt cái độ chua rồi. mà khi ăn thì nó vẫn rất là chua mọi người ạ. có lẽ là mình nên cho thêm một ít đường nữa thì cái vị của nó sẽ được cân bằng hơn đó. còn các bạn thì xem đến đây đã ai rớt nước miếng chưa nào?